Trong buổi vận động tranh cử tại Raleigh, Bắc Carolina hôm 16 tháng 8, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris công bố một loạt đề xuất kinh tế nhằm cắt giảm thuế, chi phí thực phẩm, nhà ở, cùng các mặt hàng thiết yếu khác cho người dân Mỹ. Trong bài phát biểu đầu tiên tập trung về nền kinh tế Mỹ, ứng viên đảng Dân Chủ cho rằng nền kinh tế Mỹ đang mạnh nhưng giá cả vẫn còn quá cao, đồng thời cho biết bà sẽ tập trung vào tầng lớp trung lưu với tư cách là Tổng thống. Tầng lớp trung lưu là một trong những thế mạnh của nước Mỹ, và để bảo vệ họ, chúng ta phải bảo vệ được những điều cơ bản như mức lương đủ cao để có một cuộc sống tốt, hay đảm bảo được là không đứa trẻ nào phải lớn lên trong cảnh nghèo đói, hoặc bạn có thể nghỉ hưu sau nhiều năm làm việc chăm chỉ. Bà Harris cam kết thúc đẩy kế hoạch thông qua lệnh cấm các nhà sản xuất thực phẩm và cửa hàng tạp hóa, đồ giá trên phạm vi liên bang. Bà cũng đề xuất hỗ trợ thanh toán trước 25.000 đô la Mỹ cho một số người mua nhà lần đầu và các ưu đãi thuế cho những doanh nghiệp xây nhà giá cả phải chăng cho người mua lần đầu. Ngoài ra, ứng viên đảng Dân Chủ cũng đã hứa sẽ mở rộng khoản ưu đãi thuế cho các phụ huynh nuôi con nhỏ lên đến 3.600 đô la Mỹ và 6.000 đô la Mỹ cho người nuôi con dưới 1 tuổi. Trong bài phát biểu, bà cũng làm bật những điểm tương phản giữa kế hoạch của bà với các đề xuất kinh tế từ cựu Tổng thống Trump, bao gồm các giá trị kinh tế như thuế quan. Theo cuộc thăm dò mới nhất của hãng tin AP thực hiện, công chúng Mỹ tin tưởng vào ông Trump hơn là bà Harris trong xử lý nền kinh tế. Trong đó, khoảng 45% nói rằng cựu tổng thống có thể quản lý nền kinh tế tốt hơn, còn 38% có nhận định tương tự về phó tổng thống.